ở phía trước các bạn là tòa nhà Đài Bắc 101 tầng. Bây giờ thì tôi đang đi bộ để sang phía bên đó. Mưa rất là to các bạn ạ. Thank you.
Ở đây cảm giác không được chắc chắn nhỉ? Ừ, cảm giác ghê hết trơn. Jeff, đây mà thủ thì xác định. Cảm giác rung rung sao ấy. Tại vì ở trên này quá cao. Ở trên này rung lắm. Nếu mà động đất thì Các bạn ơi, mình đang ở một tòa nhà khá là cao, đang ở trên tầng 85, 88. Ở đây bây giờ là tầng 88. Từ trên này nhìn xuống khá là đẹp. Cả một bầu trời. Thủ đô Đài Bắc. Thủ đô Đài Bắc giữa thủ đô luôn ấy. Cái này hôm nào đẹp trời gì? Nhìn xuống. Ban ngày lên. Ban ngày nhìn từ trên này xuống. Khá là đẹp. Hôm nào ngày đẹp trời mình phải lên đây một lần.
đẹp mê đi. Công trình quá vĩ đại nhỉ. 101 tầng. Quá hoành tráng. Chỉ đếm tôi cũng thấy mỏi mồm. Việt Nam mình cũng có vào 80 tầng rồi nhỉ. 80 tầng càng đang xây nhỉ. Càng Nam bây giờ. Ừ. Càng Nam á. Tòa nhà đấy xây lâu rồi chứ. Càng Nam lâu rồi. Thế là bệnh viện à? Nó cái tòa cả như là thẩm mỹ à? Chung cư. Từ trên là nhìn xuống nhìn người nhỏ xíu xíu nhỉ. Ô tô nhìn thấy. Nhảy dù trên này xuống được. Đấy hình như là trống không hay là nước đấy. Đâu vậy? Có phải là nước không? Cái khu mà sương mù, sương mù. Ở trên này có mây này. Mây đấy, kiểu mây ấy. Ôi nhìn bộ xuống ghế. Đây này, rồi. cái khu này nhiều mây. Ủa con ngày nhỉ, nhìn đẹp quá đẹp, nhỉ? Quá đẹp. Lúc nãy là mình đi bộ từ cái phía nhà đồ đồ kia sang đây. Mình trông thì ngay trước mắt. Đúng rồi, cái gì nhỉ? Cái ga tàu chứ. Chỉ có nhìn thấy cái cây cầu mình đi qua ở kia đi không? Qua ở dưới kia kìa. Mình cũng ở ngay đây thôi. Nhìn gần nhỉ? Nhìn thế này 100 mét. Đi bộ khoảng 10 phút thôi. Từ nhà chị ra đây chỉ 10 phút thôi. 10 phút đi ra đây. Thế thôi. Hôm nay trời mưa mình đi thì nó lâu hơn tí. Đi chỗ khác đi. Nhưng mà cái chỗ này phải chụp ảnh đã. Cái chỗ này. I cannot go to the. Ở đây họ không bật đèn nhỉ? Đợi tí rồi bà ấy ra là chụp cho chị. Ở trên này áp suất cao. Chụp ở đi cả lan cả bàn tay tên cả này. Ok. Tên có gì đôi chụp ở đi. Jack it up.